trong 5 người bên kia cây cầu thì ai là người hay nói dối nhất ạ? Hay nói dối hay xạo? Hay xạo nói dối. Anh Giang là ít bao giờ nói dối, anh nói dối lắm. Có nghĩa là ngoài đầu là không bao giờ nói dối hết. Còn nè Ghiếp là khờ chân thật. Bích Phương là có sao nói vậy. Bụng bỏ bên ngoài, ruột bỏ bên ngoài. Isaac là cực kỳ đàng hoàng luôn. Để nếu mà ai để Isaac đó là một con người rất là thiện lành. Đi tới đâu là chào tới đó, đi không quen là đều chào. Ngay cái vô quán ăn gặp ông Địa cũng chắp tay chào luôn. Một con người không bao giờ nói dối. Chỉ có Thúy Ngân thôi. Thúy Ngân xạo lắm. Thúy Ngân cái chặng đi ra miền Tây đi ra về cái gì đó. Rồi nói thủ phủ của trái cây. Rồi nói là gửi cho dàn các anh em mỗi người hả sầu riêng. Xong rồi chờ hoài chờ mãi. Không có một trái để thử luôn. Muốn gì đi ăn. Cho nên tôi thấy Ngân bị xấu tính, Ngân hứa lèo. Ngân nói dối, Ngân không thật lòng. Theo các bạn thì Dương Lâm nghĩ ai là người hay nói dối nhất? Chết rồi, tự nhiên à. Mày nói dối là nói dối trong show, chứ không phải là nói dối trong đời sống. Yeah. Thật ra người mà nói xạo trong show nhiều nhất chính là Lê Dương Bảo Lam. Đúng. Là Lê Dương Bảo Lam. Đúng vậy, à, đúng vậy. Chị mời anh chạy từ bên đó qua đây, chạy ngược lại. Trời đúng ơi. Rồi. Đúng không anh? Không, em nghĩ là Ngân đó. Vậy em hy sinh em đi cho. Không, em nghĩ là Ngân. Em theo em nghĩ là Ngân. Cũng tại vì Ngân thực sự là không? Từ đầu là Ngân đã chơi vô. Gian xạo đó. Ngân hay xạo lắm. Em rồi. Hay xạo. Hay xạo lắm. Hay xạo. Em là người rất hay xạo đó. Là em đi luôn. Đi đi. Thực ra cũng đúng, bà Ngân là bà hay. À, hôm qua em ngủ không được. Ừ. Bữa em chữa ăn này kia đó. Cũng hay xạo lắm. Đúng rồi. Chứ nhà ngủ như quỷ. Đúng. Thì bởi anh qua nhà cho anh biết. Ngủ tới 3 giờ chiều. Đúng. Anh Lâm ơi. Anh Lâm ơi. Trời cứu ơi. Cứu em rồi là có hỏi gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Bên em nghe câu hỏi chưa? Em nghe bên đây đọc câu hỏi là lỗ tai em ngứa liền. Ngứa liền. Có ai chửi em không? Chửi em. Trời nha. Ơi. Trời anh ơi. Anh chửi bà ở Đồng Nai còn nghe mà. Quá trời ơi, nó thương ngứa dữ vậy. Anh chửi đó em. Trời, nghe em cái thằng dĩ giật không? Câu hỏi này đáng lý anh phải trả lời là tôi. Là tôi. Phát mặt. Em. Chết rồi. Bữa em cho tôi sầu riêng chưa? Em ơi, em chưa cho. Hứa. Em nhớ không? Em hứa. Em hứa nhưng mà không cho sầu riêng. Tại vì rất anh là xạo. Nhưng em có cho anh cá rồi. Cá em xếp nguyên cái thùng mến em chuyển về dưới cho anh rồi. Ok, là cá là có cho, sầu riêng là không cho. Cho nên là xạo lắm, xạo xạo ghê. Ôi, mọi người mặc đồ đẹp quá. Mời sang rồi mọi người ơi. À, chào anh. Đây là anh Vàng A Túng, người sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Dạ, dạ, dạ anh chào anh, em chào anh. Xin mời anh. Vâng, em ở đây anh. Vâng, em ở đây luôn ạ. À, là mình ở trong bản luôn. Vâng, em là người địa phương ở đây luôn ạ. À, anh ở trong bản Cát Cát luôn. Vâng, em là bản Cát Cát luôn ạ. À, thì ra là vậy. Vâng. Vậy là anh quá rành ở đây rồi. Vâng, đây là quê nhà của em ở đây luôn ạ. Dạ, quê hương là Chùm Khế Ngọt. Đúng rồi. Vào đây không khí trong lành, suối trong veo ha anh ha. Suối này là suối thung lũng Mừng Hoa. Thung lũng Mừng Hoa. Vâng, còn suối bên cạnh là con suối Vàng. Anh cho em hỏi là cái bản Cát Cát của mình á, có khác gì về so với những bản khác? Khác là khác ở chỗ mà người dân ở đây, thứ nhất là hiểu biết về du lịch này. À. Thứ hai là người dân ở đây địa phương mình sẽ là trực tiếp là đi học hỏi là hướng dẫn viên luôn cho thứ nhất là cho công ty và thứ hai là cho cả thị xã mình luôn. Dạ, hình như là có dịch vụ là mình vào nhà người dân là người dân sẽ làm ăn cho mình ăn đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. À. Thì ra là vậy. Và cái bản Cát Cát của mình hiện tại ở đây là có 70 diện tích là 70 ha. Còn 30 ha là diện tích trồng ngô, trồng lúa. Ruộng bậc thang có 70 ha là diện tích tự nhiên che phủ rừng ấy. Dạ. Xin chào tất cả mọi người, lại là Negif đây. Hôm nay Negif đi chơi với một hội nhóm bạn rất thân, rất đặc biệt. Ê anh ơi, có mặt trăng kìa. Ôi cái khúc này hay nè. Ôi sao ba có chỗ đẹp vậy? Đẹp quá vậy trời. Ôi giờ mới biết luôn á. Uầy, ở trong đây họ chụp ảnh nhiều nhỉ anh nhỉ. Cô dâu chú rể. Ôi đẹp quá dữ vậy. Ui các cô mặc giống nhau. Ờ, hay là khách mời đặc biệt của chúng ta là đang đứng đó đây. Ê, hai trái đó, dễ thương quá à. Ủa, dạ thì giờ
mình tới bờ suối rồi chắc là mình sẽ xuống đây anh hả? Vâng, vâng, tới bờ suối rồi sẽ xuống. Dạ, mời anh. À, em mời. Cảm ơn anh Vàng Anh Túng. Vàng Anh Túng. Cảm ơn anh đã hỗ trợ tụi em. Cảm ơn anh rất nhiều, bye bye. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chúc anh nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh. Chào anh. Cảm ơn anh. Wow. Yeah. Được quá. Rồi, xin mời. Để tôi. Chào. Chào. Xin chào tất cả các thành viên của Hành Trình Rực Rỡ ạ. Xin chào. Đây là tập ghi hình cuối. Đúng. Wow. Và chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình rất dài. Trong đó thì chúng ta đã có những pha đấu tranh rất căng thẳng để có thể giành những điểm rực rỡ. Trong tập này, các bạn sẽ không phải thi đấu với nhau nữa. 6 thành viên sẽ trở thành một đội. Các bạn phải đoàn kết với nhau để vượt qua thử thách của chương trình. Wow. Làm sao có chuyện mà 5 người 5 người sao? Đưa vô mắt. Xin mời chị Diễm Ngọc mô tả. Chị Diễm Ngọc mô tả. Đổi cáp đi ạ, đổi cáp. Quá mệt mỏi. Cái trò chơi này giống như là để cho anh 5 chút giận hay sao á? Dạ thôi. Trái. Lẹ đi. Trời ơi. Trái. Buông ra, buông răng ra. Buông ai răng ra. Vô đây. Nhanh hơn. Trời ơi. Tập này có chủ đề chúng ta là một. Chúng ta là một. Đó. Yeah. Chúng ta là nhóm lesbian. Quá tay nhau. Thể hiện tình đoàn kết đây này. Trời đúng kỳ thị luôn. Tay nhau kìa mấy chị. Đại đi đại. Giang kỳ thị quá vậy anh Giang. Không có. Hai người kỳ thị biết chưa. Bất ngờ hả? Tự nhiên quý nhau. Thử này sẽ có thưởng và phạt ạ. Xin mời phần thưởng và hình phạt dành cho các thành viên. Chúng ta có 2 lượt thử thách. Nếu mọi người vượt qua 2 thử thách sẽ nhận được 6 phần châu gác bếp. Yeah. Đây là món quà tôi mong muốn. Còn nãy chưa không? Nếu lượt 1 thử thách không thành công thì sẽ mất 3 phần châu gác bếp. Và 3 thành viên sẽ bị lựa chọn xịt màu lên tóc. Trời ơi. Trời. Tôi muốn xịt tóc Isaac. Cái gì vậy? Tại đúng sao? Đúng vậy. Trời ơi, tóc còn 4 cộng bây giờ xịt lên nữa là tóc đâu. Hút chân không là ok. Ngon. Nếu mà thua hết 2 thử thách thì sẽ mất hết phần thưởng và bị xịt tóc tất cả đấy. Ok, cảm ơn. Thành đoàn là gì? Đừng đánh giá thấp chúng tôi. Thử thách có tên Thấu Hiểu. Thấu Hiểu. 6 thành viên sẽ đứng ở phía bên kia cầu. Lần lượt từng người sẽ bước qua khu vực của ekip và thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là đoán đúng người bước qua tiếp theo. Trời. Hay quá vậy. Đoán đúng người bước ra tiếp theo. Thần giao cách cảm đó. Mọi người cứ tự tin vào khả năng thấu hiểu của nhau không ạ? Không. Không ạ. À. Chúng tôi làm gì mà hiểu nhau được. Xin mời 6 thành viên qua bên kia và thực hiện thử thách lượt 1 ạ. Rồi, đây. Đi thôi. Tụi là tự mà quyên mình bên đi hả? Không. Xin mời thành viên đầu tiên bước qua. Được. Trời. Mẹ, chứ là lành ít dữ nhiều. Mong mẹ bảo trọng. Dạ. Thôi nói chung là không có logic gì đâu. Cái này cũng không thể là hiểu gì đâu. Dạ. Này gọi là hên xui. Hên xui. Rồi. Bye anh. Bye mẹ. Anh đi bảo sao? Mẹ cẩn trọng. Khoan mẹ ơi. Nếu có chuyện gì không ổn mẹ hãy báo mộng cho tụi con. Trời ơi. Mẹ ơi nhớ báo mộng nha. Mẹ. Mẹ chúng ta đã qua cầu Nại Hà rồi. Trời ơi. Vậy là quên chúng ta là ai rồi. Làm sao mà báo mộng. Trò chơi này tại sao em lại khóc? Có cái gì đâu mà phải khóc? Mẹ đi rồi, trời ơi. Mẹ ơi, lòng mẹ bao la như biển bay. Vào được thề, bác vào được không? Dạ, vào. Trời, cái này hên xui chứ biết, sao biết được trời. Trong 5 người bên kia cây cầu thì ai là người thông minh nhất? Theo các bạn thì Trường Giang sẽ nghĩ ai là người thông minh nhất? Em đoán là chị Bích Phương. Ông chắc luôn, sao ông thông minh chứ. Nhưng mà trong lòng Minh Giang chưa chắc là tôi nha.
xong một không, là anh Giang, hai là chị Bích Phương. Em có suy nghĩ, tại vì lúc ở làng lụa anh đang có khen em là thông minh. React miếng mạng với nhau được hay không á là nhờ vào sự nhạy bén, mà cái sự nhạy bén nó mới có được là phải có sự thông minh thì mới nhạy bén được. Chạy đâu thoát nữa, tại vì tôi Lâm làm nhiều, hiểu ý nhau nhiều, và các bạn bên kia cũng sẽ dựa trên cái sự hiểu ý và cái sự nhanh nhẹn của Lâm để nghĩ rằng là anh Giang sẽ là Lâm. Nói chung mà vô dàn cát này là phải thông minh hết. Ví dụ ai nó ịnh khù khù khờ khờ nhưng không có cái đầu anh em rất là dữ. Em nghĩ là anh Lâm á. Đúng. Hay là anh... Đúng. Hay là anh Lâm. Ai cũng nói là tôi này nọ, tôi không biết gì. Nhưng mà để cái vị trí ngày hôm nay là cái đầu tôi ghê lắm. Nhảy. Chắc chắn rồi. Tính tôi đi. Cái đó là họ tạo kịch bản thôi, họ làm tiểu phẩm thôi. Chứ người bước đi sẽ là Lâm. Bước về Lâm. Bước về đây. Lâm. Anh nói sai hả? Anh qua đây chi vậy? Mọi người kêu em đi qua đây nè. Tôi ghê lắm. Nhạy đúng mà, rồi. Nhạy 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 tài. Em cũng nghĩ anh tài. Rồi mời anh. Hơi hai là tôi bước nha. Mời anh đây thôi. Qua bảo trọng nha, có gì báo mộng cho tôi. Đi cẩn thận bác ơi. Bước về đây. Bước về ra đây. Tại sao là người thông minh nhất phải là người hài hước nhất mới lộng lâm chứ? Đúng không? Anh đang nhìn khía cạnh thông minh ở cái việc mà anh em mình phối hợp với nhau á. Mà ông Lâm thì phải là gọi là nhảy bén hoặc là gọi là cái gì khác nhất chứ. Ai bảo em hả? Thì mọi người vote em đó. Tại mọi người thì mọi người nghĩ là như Lâm là phải là cái người gọi là hài hước nhất hoặc là nhảy bén nhất hoặc cái gì đó. Nếu vậy theo anh em là cái gì nhất? Hả? Em là cái gì nhất? Đẹp trai nhất. Đẹp trai nhất. Thôi, thôi đi. Tôi không có muốn anh trai nhất nữa. Được. Gà lằn nhất. Nhưng mà em cũng thông minh, em cũng nhảy bén mà. Cái sự thông minh của em là ở một cái lĩnh vực khác. Còn anh đang nói ở khía cạnh là hài hước của Lâm. Tại vì cái sự hài hước của Lâm là cần cho chương trình này. Không ai hiểu được. Thử thách lượt 1 của các bạn đã thất bại rồi. Xin mời 4 người bước về phía khu vực ekip ạ. Ủa thất bại hả? Trời ơi, trời bác tài không phải bác tài rồi. Trời ơi. Anh Giang đón mấy người thông minh nhất đó. Trời ơi. Vậy là đó giờ. Em thật sự ngu ngốc. Có giày ba cũng đón song song. Quá. Nếu như mà hỏi là ai là người đàn ông và gentleman lo cho các bạn khác nhiều nhất, đó chính là ai đó. Đúng rồi, thì mỗi người sẽ có một cái keyword khác nhau. Trời ơi, em muốn chơi lại quá à. Giờ chơi lại đi. Cần cho lại. Mời các bạn trả lại 3 phần thưởng cho chúng tôi và xịt keo lên tóc 3 người ạ. Ôi, em lúc nào em cũng nghĩ là chú Lăn xả với chú Hải Húc. Đúng rồi. Thôi tóc anh nhắn cái gì em. Phải có sự thông minh nhất định thì mới làm những chuyện này được. Đúng rồi. Thôi bây giờ lỗi lầm là của tôi, hãy xịt tôi đi. Hãy xịt tôi đi. Bình thường anh hung hăng, anh thôi. Anh chẳng hung hăng gì hết. Ủa giờ xịt ai? Xịt ba người đó. Chưa luôn á. Em chưa có bóng đá nhiều. Chưa luôn đó. Em chưa. Lát nữa sẽ có câu hỏi. Ai là người tài lanh nhất? Anh nữa, lấy màu khác đi. Đó, được rồi. Đó, tóc vàng lắm á, đẹp lắm. Trời ơi. Bác còn khè luôn. Thử thách ở lượt 2, xin mời thành viên đầu tiên bước qua. Ê, tự nhiên hỏi, anh Lâm nghĩ đứa nào như nhất cái, nghĩa là mình như thế mới là thấu hiểu nhau chứ. Đứa nào mà khờ nhất. Mình hiểu nhau mà. Như thế mới là thấu hiểu nhau chứ. Đây là Lâm Cộng Ngôn. Thôi đừng có thứ tự ở đây nữa, biết người ta hỏi cái gì đâu mà. Thì mình... Thôi. Trong 5 người bên kia cây cầu thì ai là người hay nói dối nhất ạ? Hay nói dối hay xạo? Hay xạo nói dối. Anh Giang là ít bao giờ nói dối, anh nói dối lắm.
Có nghĩa là ngoài đời là không bao giờ anh nói dối hết. Còn nè Gip là khờ chân thật, Bích Phương là có sao nói vậy, bụng bỏ bên ngoài, ruột bỏ bên ngoài, Isaac là cực kỳ đàng hoàng luôn. Để nếu mà ai để với Isaac đó là một con người rất là thiện lành, đi tới đâu là chào tới đó, không quen là đều chào, ngay cái vô quán ăn gặp ông địa cũng chắp tay chào luôn. Một con người không bao giờ nói dối. Chỉ có Thúy Ngân thôi. Thúy Ngân xạo lắm. Thúy Ngân cái chặn đi ra miền Tây đi ra về cái gì đó, rồi nói thủ phủ của trái cây, rồi nói là gửi cho dàn các anh em mỗi người hả sầu riêng, xong rồi chờ hoài chờ mãi không có một trái để thử luôn, muốn gì để ăn. Cho nên tôi thấy Ngân bị xấu tính, Ngân hứa lèo, Ngân nói dối, Ngân không thật lòng. Theo các bạn thì Dương Lâm nghĩ ai là người hay nói dối nhất? Chết rồi, tự nhiên à. Mày nói dối là hãy nói dối trong show, chứ không phải là nói dối trong đời sống. Dạ. Thật ra người mà nói xạo trong show nhiều nhất chính là Lê Dương Bảo Lam. Đúng. Là Lê Dương Bảo Lam. Đúng vậy, à, đúng vậy. Chị mời anh chạy từ bên đó qua đây, chạy ngược lại. Trời đúng rồi. Đúng không anh? Không, em nghĩ là Ngân đó. Vậy em hy sinh em đi cho. Không, em nghĩ là Ngân. Em theo em nghĩ là Ngân. Tại vì Ngân thật sự là không? Từ đầu là Ngân đã chơi vô. Gian xạo đó. Ngân hay xạo lắm. Em hay xạo. Hay xạo lắm. Ủa là em là người rất hay xạo đó. Đấy là em đi luôn. Đi đi. Thực ra cũng đúng, bà Ngân là bà hay. À, hôm qua em ngủ không được. Hôm bữa em chữa ăn này kia đó. Cũng hay xạo lắm. Đúng rồi. Ở nhà ngủ như quỷ. Đúng. Thì bởi anh qua nhà cho anh biết. Ngủ tới 3 giờ chiều. Đúng. Anh Lâm ơi. Anh Lâm ơi. Trời ơi. Cứu em, cứu em. Sao lại có hỏi như vậy? Trời ơi. Trời ơi. Bên em nghe câu hỏi chưa? Em nghe. Bên đây đâu có hỏi là lỗ tai em ngứa liền. Ngứa liền. Có ai chửi em không? Chửi em. Trời nha. Ơi. Trời anh ơi. Anh tưởng bà ở Đồng Nai còn nghe mà. Quá trời ơi. Nó ngứa dữ vậy. Anh chửi đó em. Trời, nghe em cái thằng nhỉ giật 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 không? Câu hỏi này đáng lý anh phải trả lời là tôi. Là tôi. Phát mặt. Em. Chết rồi. Bữa em cho tôi sầu riêng chưa? Em ơi. Em chưa cho. Hứa. Em nhớ không? Em hứa. Em hứa nhưng mà không cho sầu riêng. Tại vì anh hứa sao? Nhưng em mới cho anh cá rồi. Cá em xếp nguyên cái hùng quá em chuyển về dưới cho anh rồi. Ok, là cá là có cho, sầu riêng là không cho. Cho nên là xạo lắm, xạo xạo ghê. Vậy em nghĩ là không đúng. Nhưng mà sau khi mọi người phân tích và bầu chọn thì em thấy cũng đúng. Đúng, em nghĩ ai đúng không? Theo các bạn, ai là người Thúy Ngân muốn ôm nhất? Theo Ngân thì trong 4 người bên kia, ai là người mà bạn muốn ôm nhất? Chết Ngân nữa rồi, Lâm ơi chú Ngân cái này đó. Mà tôi thấy em ai em cũng ôm hết trơn á. Lâm ơi chú Ngân cái này Lâm ơi. Ôm đúng không? Rồi bây giờ mày phân tích đi. Bây giờ anh Giang nó có gia đình rồi. Nếu như mà em mà ôm anh Giang thì Nhã Phương lập tức sẽ alo cho em. Đúng. Mà em với Nhã Phương là đang là bạn thân nữa. Đúng. Đúng không? Đúng. Không thể nào tiếc gì một nải chuối xanh 3-4 người dành cho mũ dính tay. Đúng. Mà thấy cái trai đẹp không nói gì. Đúng. Trai già, trai yếu, người ta đánh giá em. Đúng người rồi. Người ta đánh giá em rồi sao? Trai su nữa. Không. Già. Đừng nói vậy, su thì anh không su. Su sống su, mặt chị không su. Hơi xệ. Su xệ, yếu rồi, ấy lắm rồi. Tính ra nha, là nay gift là em cũng ít ôm. Ít ôm. Có bạn gái rồi nên em không ôm, không đụng chạm nhiều. Chị Phương thì tại vì chơi không mình là chơi đấu đá với nhau. Nếu như mà em có ôm chị Phương là gọi là va chạm, quăng quật với nhau không? Đúng. Bị quăng quật không à, nếu mà ôm là còn quýnh ra là đúng gì? Rồi. Đỡ xé rồi không đúng à? Rồi, ôm là không có cảm xúc. Sao? Em muốn ôm ai? Hay muốn ôm anh? Trời nó anh tài là quả tới em luôn. Sao? Em ôm ai? Em có câu trả lời rồi, nhưng mà câu trả lời này là một cái nỗi khổ xấu trời xanh của em. Là sao? Vì em ghen hả? Em muốn ôm anh tài. Yeah. Là Isaac. Anh Isaac à. Đúng rồi. Isaac là người chồng quốc dân, người chồng lý tưởng. Nếu gặp tôi cũng đòi ôm luôn. Anh Lâm ơi. Và đáp án cuối cùng là? Anh Isaac à, anh Tài. Em cao cái nữa ôm Isaac. Cũng anh nói chuyện này em chết với em. Vậy à? À. Ủa qua tới rồi kìa. Rõ ràng. Muốn ôm anh Tài. Everything I do is for you.
ôm anh được không? Ôm anh được không? Ôm một cả bầu trời hy vọng. Ôm em mà chứ này dám em mà tay ơi. Ôm cái luôn, thử cơm thử một cơ thể. Thử ôi một cơ thể. Trời ơi. Ôm đi. Có phải không? Ôm đi. Giật. Đúng rồi. Đỉnh quá, trời ơi. Tụi tôi hiểu nhau mà. Tôi hiểu rồi. Ba ơi, ba. Muốn ôm nhất hả? Chính là ba. Sao ba nghĩ là tôi? Đúng không? Lý rồi, đi thôi, chính là ba. Hay quá. Vừa đẹp trai mà vừa an toàn chứ em. Bác ơi. Đúng vậy. Ở đây người mà thơm nhất là tôi là Isaac á. Thơm. Nhiều khi những cái cử chỉ mà vô tình tôi lướt qua ông thôi đó. Mà cái mùi của ông nó quyến rũ lắm. Anh biết mùi gì không? Mùi gì? Mùi mồ hôi. Thiệt không? Thơm quá trời. Trời ơi thơm quá. Trời ơi thơm. Ê cái câu hỏi đó là phải cho anh trả lời em thấy đúng hơn. Phải không? Đúng. Nè mà cái da cũng thơm nè, thử cái da coi. Rồi. Nè thử coi. Rồi rồi. Thôi. Thôi đi. Thơm quá vậy. Bớt. Anh Lâm ơi, anh trổ muộn hay sao vậy? Điên rồi. Thơm quá trời điên rồi. Câu hỏi là quan tế so với trình độ của chúng tôi ngày hôm nay. Sau 8 chặng đường chúng tôi đã khôn hơn rất nhiều rồi. Mọi người quá coi thường chúng tôi rồi. Theo Isaac, trong ba người bên kia, ai là người có mặt mộc đẹp nhất? Trời ơi! Mặt mộc đẹp nhất thì làm sao mà lại Trường Giang được? Trời ơi! Đúng không? Đúng vậy! Cái lỗ, chân lông mà cái lỗ chân dôi vậy đó! Đúng không? Trời ơi! Dầu mà chiên được 8 cái câu nào nãy mà nếu mà còn Thiên Ngân thì nó khó đoán. Đúng không? Chốt đi! Cái này nè, cái người mà Isaac nhìn gần mà cái da đẹp kinh khủng khiếp luôn. Đó chính là Negip. Yeah! Negip là da không cần make up lên hình cũng sẽ đẹp. Nè, vô em coi tôi. Nè, máy quay đi. Máy quay. Quay em đi đẹp luôn. Chui đi em. Chui đi. Nè. À, nè. Vô máy giùm tôi cái nè. Nhớ cà khúc này giùm em. Da nó không có một cái lỗ chân lông luôn. Không thì da nó cứng lắm nha. Trời ơi. Thiệt. Với lại một phần tại sao biết không? Sao? Nó mới vô ngày. Đúng. Nó ít mới cấp cho nên da nó đẹp, hiểu không? Chưa có va chạm nhiều. Câu hỏi cho Negip này. Trong hai người bên kia, ai là người ở dơ nhất? Trời ơi! Trời ơi! Em ơi! Trời ơi! Nói cho khéo. Tuổi nghề của em ở đây là hết rồi. Còn nhìn mặt nhau. Hèn chi, này là tập cuối cùng của em. Ở dơ. Anh đâu có dơ. Em cũng đâu có dơ. Một ngày em gội đầu 3 lần. À là lúc nào cũng tắm hết á. Sao hai bọn mình mà lại dơ được nhỉ? Trước khi đi ngủ là phải tẩy trang là sạch sẽ hết. Câu hỏi này nó mang quá. Mà em có dơ không? Không. 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 Chị Bích Phương sống rất là sạch sẽ. Có không? Có. Chứ sao bữa ai đặt là Phương Trao? Phương Châu ơi, Châu đâu. Nhớ lại anh Giang ảnh rất là vệ sinh. Mỗi lần mà tụi em là quay xong set này qua set kia là tụi em không có được tắm. Mà anh Giang là anh rất là kỹ cái vụ tắm. Em phải vận động cái trí não đúng của rồi. Em những bài học em đã học. Mình bỏ qua sự dơ hoặc là không dơ nhưng mà mình nhớ lại cái bài học quá. Đó. Cái này là do em thôi, anh phân tích là theo cái ý của anh thôi. Bài em học đâu rồi. Ủa sao hai người đi qua luôn vậy? Ủa gì vậy? Ê, ê. Là hai người ở dơ hết là luôn. Qua tạo bất ngờ đó, tạo bất ngờ của Tuyết nè. Ai là người ở dơ nhất? Trời xua rồi hả? Đáp án cuối cùng á là chọn Phương. Là chọn chị. Là chị dơ hả? Đúng thì tự nhận mình dơ để chạy sang đây. Trời quá trời ơi. Đúng rồi, anh qua rồi. Vì hồi nãy anh đã qua rồi. Em chưa qua. Mình dùng phép lại trừ là cũng ok. Đúng vậy. Mình sạch, mình biết là được mà. Miễn là chúng ta hiểu nhau. Chốt là chị Bích Phương. Bích Phương. Vậy là không hiểu nhau. Cú Tuyết. À, cú Tuyết. Cú Tuyết.
Hay quá. Anh thích nhiều, em thích những câu tiết vậy. Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách ở lượt 2. Mời các bạn nhận lấy phần thưởng ạ. Việt Nam sẽ giành giải ngôi. Để thử thách trí nhớ của các thành viên, chương trình sẽ có 10 câu hỏi liên quan đến những chặng mà chúng ta đã đi qua. Mỗi câu thì sẽ có 10 giây để trả lời. Ok. Câu số 1. Hãy đọc đầy đủ tên của thành viên ngồi kế bên mình. Thành viên đầy đủ. Bạn đúng rồi. Đổ dễ vậy. Nguyễn Trường Giang. Không chính xác. Nguyễn Trường Giang. Tới giờ bữa nay mà thằng em tuổi kêu tôi là Nguyễn Trường Giang. Lâm ơi, anh buồn Lâm. Lê Trường Giang. Võ Nguyễn Trường Giang. Hả? Cái gì? Võ Vũ Trường Giang. Trời, Võ Nguyễn nè. Võ. Nhắc bài. Em đó, em nhắc. Em nhắc bài sai. Thất vọng, thật sự thất vọng. Em xin lỗi anh. Từ đây về sau em sẽ luôn anh nhớ tới là Võ Vũ Trường Giang. Lê Thành An. Lê Thành An cái gì anh? Ủa gì vậy? Em con anh. Thành An. Em đâu phải con anh đâu. Bùi Bích Phương. Võ Thị Bác ơi. Ôi trời ơi. Lê Huỳnh. Ủa mình là ngồi dưới mình đâu trả lời cho anh. À dạ. Sai hết rồi. Sai hết rồi, sai bè bét rồi. Bình tĩnh anh em ơi. Câu số 2. Isaac và Negip có một thói quen chung, đó là gì? Ngủ chung. Thói quen chung là hay vuốt tóc cho nhau. Ôi, chính xác. Hay quá vậy. Trời đất ơi. Xuất sắc quá vậy. Chỉ có mang đứa gái mà hay vuốt tóc cho nhau thôi. Cái gì anh? Cái này gọi là tinh tế. Nhìn cái thằng kia hư tóc là thằng còn lại chỉnh giùm. Đó tình anh em. Trời đất ơi, sao tóc tôi mày chỉnh cái gì? Anh trời ơi, tóc mấy người cái không chỉnh rồi. Nhưng mà tôi cũng phải chỉnh tóc cho mấy người nha. Đừng nói đùa. Có. Tôi muốn chỉnh là cái nết của tôi không ai chỉnh. Câu số 3. Câu này thì Trường Giang không được trả lời nhá. Chắc về anh. Ai là người đã nhét sình vào tay của Trường Giang trong trạng Bình Định? Nhét sình vào Lan Ngọc. Lan Ngọc. Đúng rồi, anh về. Anh về anh tắm một tuần sau anh quay đôi tay 4 lần vẫn còn đang thua. Trời ơi, hèn gì vào đây nói chuyện anh không nghe nữa rồi. Nói chung Lan Ngọc là một trong những cái người mà tàn sát. Nói chung ai cũng tàn. Câu tiếp theo. Câu số 4, cũng ở trong trạng Bình Định. Hãy đọc tên 4 đội chơi mà các đội đã đặt trong thử thách cướp cờ. Con trâu, người chăn trâu. Chủ điền, lục. Đội con trâu, đội máy cày. Anh là đội gì? Đội người chăn trâu. Điền chủ. Đội chúng tôi đội con trâu. Rồi, chúng tôi là đội máy cày. Đội em là người chăn trâu. Còn chúng tôi thì đội điền chủ. Chính xác. Tôi nhớ hết đó. Câu số 5. Tổng cộng có bao nhiêu khách mời nữa tham gia chương trình? Lan Ngọc cho Bùi. Vĩ Dạ, chị Lâm Vĩ Dạ, Phương Lan, Lily, Cả Như, Trần Tát, Edith Trinh, hả? Tát, câu số 6, thử thách cầu lắc ở chặng Bến Tre Tiền Giang, ai là người đã đẩy Lâm Vĩ Dạ rơi ra khỏi cầu? Không phải đẩy, chị Lâm Vĩ Dạ tự nhảy xuống. Dạ, dậy đi. Tự dậy đi. Dậy đi. Thôi biết rồi. Dậy đi. Lập tới rồi. Đúng rồi, chị Lâm đi ra cửa nhà xuống. Hay quá. Trời ơi, em ơi. Chị nhớ 10 trên 10. Câu số 7. Trong phần mở đầu ở chùa Som Rong, ca sĩ Tăng Phúc đã mặc áo màu gì? Màu vàng. Chính xác. Hay quá. Người vẫn đang ngập ngừng, đang phải già lại màu của tất cả mọi người. Câu hỏi số 8. Nhân vật mà Hồ Phi Nan đã đóng trong vở cải lương có tên là gì ạ? Chú gì? Quá dễ. Ông Tùng là chú là anh Lâm Hùng. Anh Giang nói đi. Người anh ta dịu quá tiêu ta. Anh nói quá dễ. Có râu đúng rồi. Đúng rồi. Anh Tư không chị? Mình. Không phải. Hết giờ. Nhân vật tên 2K. Không nhớ tuồng. Ừ, trong tuồng không nghe cái thôi, tên luôn. Thôi tâm phục khẩu phục, chỉ nhớ là 2K lên hát tuồng ơi thôi. Ra Can. Can ra. Câu số 9.
kể tên 5 thử thách biểu diễn mà các thành viên đã thực hiện. Biểu diễn là đóng kịch ở Đà Lạt nè, rồi múa võ Bình Định nè, rồi hát cải lương nè, hát ở trong ơi, múa rối nước nè, là chỉ có 4 thôi. 4, câu trả lời là 4. Cái trung thu đẹp chưa? Trung thu chị? À là 5 hả? Trung thu tính không? Được không? Trung thu biểu diễn mà. Trung thu biểu diễn mà. Đáp án chính xác là múa rối nước, võ nhạc, cải lương, kịch. Và các bạn đã quên mất nhảy đường phố nữa. À nhảy đường phố đúng rồi. À nhảy đường phố, trời ơi. Thôi thua rồi. Thôi thua, em phục, khó phục. Câu hỏi số 10. Trong những câu thơ mà Dương Lâm đã nói trong thử thách tái hiện đám cưới, câu nào đã làm cho Bích Phương phải phi cười? Cái gì mà cô dâu chú rể đập đập bể bình bông bị đòn té đít. Cô dâu chú rể làm bể bình bông đổ dừa con nít bị đòn té đít. Và bây giờ chúng ta sẽ mời cô dâu ra thì có thể làm bể bình bông để bị đòn té đít. Anh ở đâu phải thơ ngang quá, cũng chịu rồi. Giờ kêu địch kêu lại hết thơ nhớ luôn. Câu này chữ Bích Phương nhớ. Xin chúc mừng các thành viên đã trả lời đúng 7 trên 10 câu hỏi. Vì vậy các bạn sẽ nhận được 7 hộp bánh hạt dẻ đặc sản của Sapa. Yeah. Oh, đẹp quá. Trời ơi, có bánh tăng rồi. Đang cái bụng quá. Đảo quá đi. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Chỉ còn đêm nay nữa thôi. Đêm nay là đêm cuối cùng. Tập 1 nè. Tập 1. Đây tập 2. Trời ơi, tập ý nghĩa. À, tức là đây là mấy cái poster của các tập đó ha. Tập đầu tiên mới quen nhau, còn bỡ ngỡ, còn rụt rè, miếng còn vụn vặt. Nè, tập này có khúc này không nói chuyện nè. Đúng rồi, à, không có nói gì đâu. Không nói gì đâu. Gì đây? Này mấy cái huy chương á. Ủa tất cả các chặng đó ha. Dạ. Giống như là gia tiên không? Phải. Giống như là thật tạm biệt. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới vậy. Cho đời các con. Con đường này ban đêm đèn nhiều đẹp quá hả? Ồ, có mấy cái bức gì nè chị? Ồ. Ồ, là poster từng chặng tập, hả? Tấm này là tập 1. Trời ơi, cái gì vậy trời? Dễ thương ha. Trời ơi, nhìn nhớ ghê luôn. Yên tử kìa. Nhanh quá ha. Yên tử kìa. Sao hôm nay mình cũng có cảm giác giống như đi yên tử. Đám cưới Vuka với Jin. Một trong những tập mà hot của mình hot ha. Trời ơi, dễ thương quá, nhanh quá ha. Đám cưới. Mới ngày đầu mình đi hả, tập 1 xong rồi bây giờ là tập cuối rồi. Cuối cùng. Đây là giây phút cuối cùng của mấy cái tập cuối luôn rồi trời. Quá nhanh luôn á. Ôi, bên đây nó nè, dễ thương quá à. Ôi, sao vậy trời? Nhanh quá à. Làm vậy rồi ai chịu nổi trời. Chào anh người. Quá trời. Ê, hãy đi ngang đó, hãy giờ trước cùi về ha. Dạ. Dễ thương ha. Ờ, dễ thương quá. Cảm động ghê luôn á. Nhanh quá ha. Mà nhiều poster quá em, kiểu như một cái chớp mắt mà nó nhanh dữ, nhiều dữ vậy trời. Hình như nó kìa. Tôi sao tự nhiên tôi thì khó sao tả hình quá. Hình như kìa. Hình như vậy. Ồ. Ồ đây là poster. À poster từng tập. Từng tập một. Tôi thích cái poster này nhất. Cái này nhiều những cái poster zombie với nhau. Không, mà kiểu dạng như là đây cũng là, nói chung là tôi thấy đây là một tập mà tôi có khá nhiều cảm xúc. Mà ý là trông vui lắm, trông mọi người kiểu chẳng còn gì. Chẳng Hà Nội vui này, nhảy phố đi bộ này. Xong rồi cũng có mấy game đánh đánh. Đánh không, cái phần nhảy phố đi bộ cũng viral phết đấy. Ừ. Cái khúc chơi ở chỗ đây. Ở chỗ trường đại học thể thao à? Ê, hai tay kia làm gì của đó ta? Hồi nãy là hay lướt qua rồi đó, hay đi ngang qua rồi mà vẫn ấy.
nhìn tới này tôi vẫn nhớ cảm giác mà tay chân tôi bủn rủn trước khi chụp kịch. Ba ơi, thế theo bác thì tôi có bủn rủn không? Thì tôi biết bác cũng sợ mà. Cô gái lần đầu đóng kịch mà lại phải nuôi tâm lý khóc trước hai người đang diễn hài. Chứ mà bác nghĩ mà xem. Ui. Nhưng mà tôi nể bác đấy, thật ra lúc tập tôi thấy bác khóc đỉnh đấy. Nhưng mà cuối cùng tôi diễn thì tôi không thế nào nào. Khóc cũng ok, của tôi đổ ra hơi đổ sofa thôi. Hơi xu cái chỗ đó. Đầu tiên, vừa tập đầu tiên bị ám ảnh nói. Rồi lát vô đây không biết nói gì. Cái ngồi ú ớ. Ú ớ, ú ớ, kêu cú cú cú. Ảnh bác bị rách quần. Eo ơi. Ừ, bác là rách quần áo nhiều nhất, còn tôi là bị xù đầu xù tóc nhiều nhất. Là gì á, cái gì mày dữ vậy? Cái đó về dựng đứa của bà bị vậy à. Có thấy mình lâu quá không vậy? Không biết, không biết, không biết. Chị biết tập dặn là phải tâm lý. Thôi cái phần phụ ở ngoài mà nói cái gì mà nói. Mà biết đâu, chị bảo phải nói nhiều nha, phải thóp nhiều lên. Phải nói thóp nhiều là tưởng action với tình tâm hình. Nên là mỗi ảnh đứng đổ lại review 5 phút mới đi. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẽ giành giang ngời.